Nay VNK3 em về một ít máy 8110 4G và 2720 Flip 4G anh chị nhé. Anh chị nào cần một mẫu máy đẹp 4G phát được wifi đó, hai sim 4G phát wifi, bắt wifi xem YouTube nhé, thì anh chị có thể là liên hệ mẫu máy này nhé. 8110 4G về hai màu anh chị nhé, màu đen màu vàng, màu đen màu vàng nhé. Phụ kiện đầy đủ cho anh chị nhé, sạc cáp, tai nghe, pin đó. Máy đây, máy chuẩn chính hãng gì nhé, chuẩn chính hãng, cái hệ điều hành KOS nhé, màu đỏ này, màu đen này, đây 2720 Flip 4G này, đó, màu đen nhé, màu trắng, đây, bóc thanh một con máy này, đây chị bóc hộp này, đây. Con này màu xám nhé, màu xám nó rất là ít này, ngày trước nó cũng rất là ít màu này này. Đây chị ơi, máy xuất sắc rồi. Đó. Cực kỳ đẹp anh chị nhé. 2720 Flip 4G nhé. Đó. Đây là máy chuối 4G này. Màu vàng này. Sắc cho anh chị. Đấy. Chung về thì lắp sim dùng thôi anh chị nhé. Lỗi bên em bảo hành nhé. Đó. Phụ kiện ở trong sau hộp nhé. Phụ kiện sau hộp nhé. Đây này. Sạc cáp pin này. Đây là pin này. Nhìn đây là pin nhé. Đấy. Pin 6A. Đó. Bên này là sạc cáp. Tai nghe. Đấy. Sạc cáp tai nghe đầy đủ cho anh chị nhé. Ok, Cao Bay chào tất cả quý anh chị nhé.